Kính chào các bạn và quý vị, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam tiết lộ danh tính tam trụ như dự báo. Vào hôm 18 tháng 3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách hồ sơ cho các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó có tiết lộ các ứng viên cho vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Báo Tuổi Trẻ cũng loan báo rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối Chủ tịch nước. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được ứng cử khối Quốc hội. Với cách loan tin như thế thì giới quan sát và cả người dân thường đều có thể biết rằng ai sẽ nắm giữ các ghế tam trụ còn lại. Dù chưa diễn ra một cuộc bỏ phiếu chính thức tại Hội trường Diên Hồng ở Hà Nội. Tuy nhiên, những thông tin như vậy đã được người dân trong cả nước biết được cách đây cả tháng rồi. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng và nhà nước của Việt Nam bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Phạm Lê Vương Các đã nêu nhận định của mình với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Với cách báo chí trong nước đưa tin như vậy cho thấy một thực tế rằng hầu như những dự đoán của giới quan sát là hoàn toàn chính xác. Ai nắm chức vị nào, dù cuộc bỏ phiếu chưa diễn ra. Việc này cho thấy việc bầu Quốc hội và bầu cử ở các chức danh chủ chốt là cuộc bầu cử giả hiệu. Vì những điều này người ta đã biết trước đó từ rất lâu. Đó chỉ là một sự sắp xếp để chia ghế, chia quyền, chứ không đúng nghĩa bầu cử. Trước đó, Quốc hội khóa 14 thông báo rằng sẽ kiện toàn các vị trí này tại các kỳ họp 11, khai mạc vào ngày 24 tháng 3, 2 tháng trước khi diễn ra ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 là ngày 23 tháng 5. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc có thể trở thành Chủ tịch nước và ông Phạm Minh Chính có thể trở thành tân Thủ tướng đã được giới quan sát tình hình Việt Nam dự đoán từ rất lâu. Mặc dù chính quyền Việt Nam quy định phương án nhân sự cho các vị trí này là thông tin tuyệt mật. Vào ngày 16 tháng 2, vụ khảo cứu Quốc hội ở Mỹ cũng đăng phúc trình về quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ của tiến sĩ Mark Marin và tiến sĩ Michel Martin, chuyên gia cao cấp về châu Á của tổ chức này, trong đó có đánh giá kết quả của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc vào tháng trước đó. Tổ chức này cũng dự báo rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể được chọn trở thành Chủ tịch nước Việt Nam vào tháng 5 này, và ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể được chọn trở thành Thủ tướng Việt Nam thay thế cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương Đảng, dự kiến sẽ lên làm Thủ tướng của Việt Nam. Nhà hoạt động Phạm Lê Vương Các cho biết ý kiến về việc Quốc hội Việt Nam bầu nhân sự thay thế vào cuối nhiệm kỳ như sau. Theo đúng ra, việc bầu lãnh đạo mới phải do Quốc hội mới bầu. Chứ Quốc hội đang gần hết nhiệm kỳ, bầu ra lãnh đạo mới là trái với nguyên tắc. Những người sắp hết nhiệm kỳ mà bầu hay bổ nhiệm thường xảy ra tiêu cực. Tại kỳ hiệp thương thứ 2, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua danh sách 205 người của các cơ quan trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Lý giải trên báo Thanh Niên vào hôm 18 tháng 3 về việc đại biểu đang ở khối này lại được giới thiệu ở khối khác, ông Hầu A Lành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết như sau. Đối với những nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những thông báo cụ thể. Danh sách các nhân sự giới thiệu ứng cử ở các khối được lập theo thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ông Lành cho biết thêm như vậy. Việt Nam cũng công bố lịch trình bầu ba lãnh đạo chủ chốt của nhà nước. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra trong 12 ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 năm 2021. Theo chương trình dự kiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác nhân sự sẽ được Quốc hội tiến hành từ ngày 30 tháng 3, bắt đầu từ việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, và việc bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Đây là hình ảnh những thông tin cho rằng ông Vương Đình Huệ sẽ lên làm Chủ tịch Quốc hội. Kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội mới dự kiến được công bố vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức ngay sau đó. Cùng với quy trình này, Quốc hội cũng miễn nhiệm bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau khi kiện toàn xong chức danh Chủ tịch và một số Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội bắt đầu miễn nhiệm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng và tiếp tục nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào ngày 1 tháng 4. Dự kiến sáng ngày 2 tháng 4, các đại biểu Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, tân Chủ tịch nước ra mắt tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Chức danh tiếp theo được kiện toàn ngay sau đó là Thủ tướng. Cũng trong ngày hôm đó, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nghe tân Chủ tịch nước trình bày danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 5 tháng 4, Quốc hội bỏ phiếu bầu người đứng đầu Chính phủ mới, tân Thủ tướng Chính phủ cũng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức sau đó. Kiện toàn xong chức danh người đứng đầu Chính phủ, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm bầu và bầu ra các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và một số ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ trình miễn nhiệm và bầu mới. Dự kiến Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 6 tháng 4. Như vậy, các chức danh chủ chốt lãnh đạo nhà nước, đại diện cho cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp đều được kiện toàn tại kỳ họp 11 của Quốc hội trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 tới đây. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội lần thứ 13. Trước đó vào ngày 9 tháng 3, trao đổi với đài BBC tại London về nhân sự chính phủ Quốc hội, một nhà báo tại Sài Gòn không muốn nêu tên nói như sau. Ở Việt Nam, do đặc thù của hệ thống chính trị, người dân hầu như không có tiếng nói gì trong việc sắp xếp nhân sự các cấp và các ngành, ngoại trừ một vài kênh góp ý đầy hình thức vào các kỳ bầu cử. Hội đồng Nhân dân các cấp, Quốc hội vốn cũng không có giám sát độc lập. Nên việc ai lên ai xuống là quyết định thuần túy theo tính toán của Đảng, theo sự phân chia quyền lực, thỏa hiệp, nhượng bộ mà ít người dân nào biết được. Đảng lãnh đạo toàn diện, nên nhân sự từ tư pháp cho đến hành pháp, lập pháp họ cũng quyết định bằng cách này cách kia. Nhưng từ sự sắp xếp đó qua việc cơ cấu cho ai làm gì thì chúng ta cũng có thể đoán được một số đường hướng của Đảng. Ví dụ, Đảng đợt này có sử dụng người kỹ trị hay không, có thực sự loại bỏ những người có vấn đề hay không, và để chiêm nghiệm, để có một cái nhìn rõ hơn về không gian, về thực tại mình đang sống. Từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, tiến sĩ Hoàng Hợp cũng nói với đài BBC vào hôm 8 tháng 3 như sau. Từ khi đại hội Đảng cùng năm với bầu cử Quốc hội thì có sự kiện toàn như bây giờ, từ các tổ chức vụ cao của nhà nước đến các thành viên chính phủ, tư pháp, hệ thống chính trị. Làm như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện đối với nhà nước. Ông Hợp đã nói như vậy. Và cũng có những đề xuất lập thêm hàng loạt bộ khác nhau. Cảm tính của người đương nhiệm cần thành lập thêm các bộ như Bộ Thanh niên, Công tác Quản lý Phụ nữ, Biển đảo và đề xuất do ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 14 đưa ra khi báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 hôm 16 tháng 3 năm 2021. Và Bộ Thanh niên làm gì? Đối với việc lập Bộ Thanh niên, ông Lê Văn Chiết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, khi trao đổi với Đài Tiếng Nói FA vào hôm 17 tháng 3 nêu ra ý kiến của mình như sau. Đã có các đoàn thanh niên, từ thanh niên bình thường đến đoàn thanh niên cộng sản đều có cơ quan. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Trung ương Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 14, khi thông báo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 vào hôm 16 tháng 3. Thế mà bây giờ đoàn thanh niên đó là làm ăn thế nào mà phải lập bộ thanh niên làm gì nữa? Không phải mục đích làm cho hoạt động của xã hội phát triển mạnh lên, mà thường là nền tảng đó dựa theo suy nghĩ cá nhân. Họ không nghiên cứu sâu sắc, nghiêm túc thì giải tán, lúc thì lập nên, mà mỗi khi lập lên tốn kém biết bao nhiêu, mỗi khi giải tán cũng lãng phí không biết bao nhiêu.
Trong khi đó, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đoàn thanh niên không được ra thông tư, quyết định, không được kiểm tra, thanh tra, kỷ luật ai, cũng chẳng đề xuất ra một nghị định gì của chính phủ. Do đó, bà cũng đề nghị lập bộ thanh niên, nâng cấp từ đoàn có đủ chức năng quản lý nhà nước. Bộ trưởng Bộ Thanh niên là bí thư thứ nhất Trung ương đoàn. Và Bộ Biển đảo cũng được dự kiến được lập ra. Vào năm 2015, khi thảo luận tại tổ về dự án luật tài nguyên môi trường biển đảo Việt Nam, nhiều vị lãnh đạo đã đề nghị thành lập Bộ Kinh tế biển. Các đại biểu dẫn chứng Việt Nam có trên 3.200 km bờ biển, có nhiều tiềm năng khoáng sản chưa kể vùng đặc quyền, thêm lục địa, kinh tế biển đóng góp tới 50% GDP cả nước. Nhưng theo các đại biểu, trong thời gian qua, việc quản lý hải đảo đã bị chia cắt nhỏ, còn chồng chéo, việc quy hoạch và đánh giá tiềm năng chưa hiệu quả. Vì vậy, chính phủ cần thành lập Bộ Kinh tế biển và giao cho một phó thủ tướng phụ trách. Và đến nay, vấn đề liên quan một lần nữa đã được Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nêu lên bằng đề nghị lập Bộ Biển đảo. Ông Trần Văn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nghề cá Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng cho Đài Tiếng nói AFA biết vào 17 tháng 3 nhận định của ông về việc thành lập Bộ Biển đảo. Ông nói, ở Việt Nam hiện nay thì tình hình biển là một vấn đề hết sức phức tạp, nhưng phải giải quyết vấn đề biển đảo và bảo vệ biển đảo của Việt Nam trong một chính sách chung bao gồm từ ngoại giao, quốc phòng, kinh tế. Cho nên có một cơ quan phụ trách về biển đảo để giúp chính phủ có những chuyên môn hơn là tốt. Tuy nhiên, nó phải là một cơ quan ngang bộ hay không thì tôi không cần thiết, bởi vì quốc gia Việt Nam thì không lớn mà bộ máy tương đối cồng kềnh so với các nước khác, nên việc thành lập Bộ Biển đảo là không nên. Theo tôi, nó cũng không đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước là giảm nhẹ chi tiêu ngân sách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021 với bản tin Việt Nam tiết lộ danh tính tam trụ như dự báo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.